Đây là cảnh mà mọi người đang lên mực để bán mực nè. Ghê ghê phải không? 5 giờ mới chạy nha. 5 giờ mới chạy hả? Nhưng mà ra 2 giờ nhưng mà tới 5 giờ mới ra biển. Quay làm gì không biết nữa. Quay nó né mấy gò ra đi, quay mấy gò không chết rồi. Quen lóc một bọc được bao đa rồi. Đá lên nè. Mấy bọc. Ở đây một lên mình phải cắt ra vậy đó, cắt ra đây. Đổ nước ra rồi cần. Cái hù dữ thiệt chứ. Hả? Bữa ngày mà còn 8 triệu mấy đó hả? Gửi ai nó gửi ai sắp thôi. Điện bán rồi chắc gửi sắp thôi. Lấy 2 tờ tải mà đâu có gửi ai. Vậy chắc gửi sắp thôi rồi. Chuẩn bị lấy nước đá đem ra cho ghe con mực. Đây tàu bãi bên đây cũng đang lấy đá luôn nè. Quay video. Nguyện cầu kinh 2-3 sao đó. Quê
Quay câu ai đó, dọn về. Đi làm trên sàn mới đè đủ, phải làm trên sàn mới. Mặt nó mới ngầu. Cười. Trong nhà gửi đồ ra nè, đồ tươi đồ, để đủ thứ hết. À, bây giờ anh em mình gặp vô bị nén đá nữa nè. Làm ăn hiểm với bà thấy kỳ, hiểm với ta thấy đâu kỳ đó. Vậy? Ừ, mày chút anh chắc nước đá rồi, quay nước đá, chắc nước đá giờ thấy mới đã. Tạo được cái đồng tiền không phải là dễ khó dễ đâu. Đi biển đâu phải chuyện dễ. Rất là khó khăn lắm. Rồi bắt đầu là cô bác bà con coi tôi xuống hầm rồi chắc từng bao nước đá mà chắc 100 bao như vậy đó. Một bao đó nó 40 kg mà 100 bao á, một mình tôi luôn nè. Xuống. Xuống luôn. Chết cây nước đá giờ ôm cây nó nổi gì lết dưới này luôn à. Ừ. Xỉu rồi. Nhưng mà chết rồi. Xỉu mà còn tiếng Huy đi nhậu nữa. Đó, đó là ghe tải đồ vậy đó. Mày không nói nó cũng thu chứ mày quái bỉnh lên không rồi. Nói cái bà đó là thiết nghề đó, mày chỉ vậy đó là gì tư hẳn nước đá đồ mày không giới thiệu. Đó, đây là anh chính của em đang làm tiếp với chú nghề đang mệt. Đang tắm đuối rồi mệt rồi. Chú anh chính nhảy vô làm tiếp. Yeah.
anh em mình sẽ phải bơm dầu à. Bữa chạy ra tới đó hết phi không anh ngày? Nhầm bữa hết, nhầm bữa không á. Nhầm bữa thì 240, nhầm bữa 200, như ngày hôm qua là 200 mấy lít. Cũng như tùy theo mình đảo, như mình bắt 30 chiếc ghe mà mình đảo ít thì ít dầu, mà mình đảo nhiều quá thì nó nhiều dầu. Phi 3 triệu mấy ngon lắm. Ngày hôm qua anh chạy 2 triệu 2 triệu 7. Vậy 2 triệu 8. Y chang như lần cũ không? Như lần bữa nay không? Ừ, như lần bữa nay. Ừ, gì vậy mà. Nhưng bữa nay có thể ít dầu hơn, tại bữa nay không có đảo. Ừ. 2 triệu rưỡi mà 170 bọc hoặc... Cũng được. Lời mày. Lời dữ. Lời. Tao đúng mày lỗ nữa rồi. Giờ hai anh em mình đang trong chờ đợi nên hai anh em mình ăn mì. Cùng với thằng em mình. Nhà là gần đây không? Nhà ở ấm cái chợ Tửng á. Ờ, trên đó hả? Ừ, trên chợ Tửng. Hay cống không? Gần cống biển vậy à. Cống ngay chỗ ngoài bãi nữa phải không? Ngoài sông. Đây là hai chiếc ghe cào nè. Hai chiếc ghe cào đang chờ chồng vô cửa biển. Hai chiếc ghe cào Phi Long. Chiếc kia cầu được. Ừ, chiếc kia cầu được đang kéo chiếc kia cầu cái nó vô dạp. Ghe cầu hối thần. Giờ thì cũng tối 6 giờ mấy 7 giờ rồi. Ngoài cửa biển nè. À, 6 giờ 25 rồi. 8 giờ 25 mà anh em mình vẫn chưa ra ghe được nữa. Alo. Bây giờ hiện tại bây giờ là 6 giờ mấy rồi, anh em mình vẫn chưa ra ghe được. Nên anh chủ tàu tải á, anh có một chuyện nên bữa nay anh ra hơi trễ. Nên bữa nay anh em mình quyết định là sẽ về ngày mai giang ra ghe. Nếu mà bữa nay anh em mình mà giang ra ghe thì cũng sáng ngày mai mới tới ghe. Rồi nếu mà ngày mai anh em mình ở nhà chơi thêm một đêm nữa thì ngày mai giang ra thì cũng khoảng 8-9 giờ tối gì đó thì cũng sẽ tới ghe thôi. Nên anh em quyết định về ngày mai ra.